con gì nó bò bò. Thôi đừng, đừng. Đừng mà. Đừng mà. Đừng. Đi ghê. Không biết giờ này có ma không nữa. Cái gì vậy trời? Con ma này nó ôm gối mà nó đi cấp trời. Trời tối rồi nè, em nó cũng sợ rồi. Chúng ta đi ngủ. Đợi xíu. Để chị Ba Nhung đi ngủ cái chưa nha. Bé Tiến nằm xuống cái nha. Đây, Ba Nhung quay qua đây, Ba Nhung ngủ. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với clip của mình. Hôm nay em mình sẽ đóng giả làm một con ma thật dễ thương.